ơi, chào chương trình Hậu Vị Ngôi Sao, mời vô nha. À, xin giới thiệu với mọi người, đây là gian bếp của Cát Tường đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tủ lạnh của Tường nha. À, đồ ăn rất là đơn sơ nhưng mà mộc mạc và đầy ý nghĩa. Xin giới thiệu với quý vị, đây là những cái món ăn vặt khi mà Tường đi xe thường hay đem theo trong giỏ để mà đói thì chúng ta ăn, bởi vì đi làm thì không có ăn được đúng giờ. Ở đây là ví dụ như là khô mực nè, rồi những cái bánh nè, snack nè, có cà chua, lúc nào cũng có một số rau củ để có thể mà mình về tới nhà lúc nào thì mình cũng chế biến cơm ăn được lúc đó. Thì có đậu que, rồi cũng có khoai tây, cà rốt, rau củ quả, trái cây thì lúc nào cũng có xoài hoặc là thanh long hoặc là sabuche vân vân, dưa hấu, đó là những món các Tường rất là thích. Rau thì có rất là nhiều loại, rau muống, cải, mồng tơi, xà lách son, rau tận ô, đó là những cái món rau mà thường hay ăn. Ngoài ra trong nào cũng có sẵn mấy trái dưa leo để chúng ta nếu mà không có nấu cái gì hết á, không có thịt cá có sẵn để nấu, chúng ta cũng có thể sắc dưa leo để mà ăn cơm luôn. Đó là ở trên, bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá ở dưới. Rồi, bây giờ ở dưới ngăn đá thì Tường có rất là nhiều. Trong này cũng có cái bánh chưng, nhiều khi sáng dậy là cắt một miếng hấp để ăn sáng. Rồi trong này Tường có những cái loại ăn sẵn như là bò viên hay là bánh bao vậy đó, sáng dậy hấp một cái bánh bao hoặc là nấu một chén bò viên để ăn rồi đi làm. Cái này là bịch khuyết mua để dành, nhiều khi không có đi chợ mua tôm thịt kịp á thì mình có thể chỉ cần bóc một nấm khuyết với một mớ rau là mình sẽ có một tô canh rau để ăn cơm rất là nhanh. Ngoài ra thì Tường cũng còn có là mực tươi nè, rồi tôm nè, rồi thịt bò nè, rồi cá, mỗi thứ một chút vậy thôi. Cứ muốn ăn cái gì thì bỏ vô microwave rã đông ra và chúng ta chỉ cần chế biến 15-20 phút sẽ có một bữa cơm ngon cho gia đình. Rồi, quý vị thấy sao? Căn bếp của Cát Tường rất đơn giản đúng không? Nhưng mà món gì cũng có nha, giống như là một cái siêu thị mini vậy đó. Thật ra là Tường rất là dễ ăn mà cũng rất là khó ăn. Có nghĩa là món gì thì Tường cũng ăn được, không có kiêng cữ gì hết, chỉ là kiêng tinh bột thôi. Chủ yếu là những cái gì rau nè, trái cây nè, ăn đầy đủ các nhóm thực phẩm, thịt cá, trứng, sữa, gà gì ăn đầy đủ hết. Nhưng mà phải ngon mới ăn. Ngon ở đây có nghĩa là cái cách chế biến á, nó phải hợp khẩu vị, nó nêm nếm phải vừa. Thì là món gì Tường cũng ăn hết, chắc tại vậy người lúc nào cũng đẩy đà hết trơn á quý vị. Thật ra nếu mà nói đặc sản của xứ Huế đó, thì nó rất là nhiều. Nhưng mà món mà gia đình Tường hay nấu ăn nhất là món bún bò Huế.